Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tô Lâm và cuộc cải cách từ thượng tầng Ngày 23 tháng 11, AFA Tiếng Việt đăng bài bình luận cuộc cải cách từ bên trên khởi sướng bởi Tô Lâm của Doãn An Nhiên Tác giả cho biết kỷ nguyên mới là chủ trương định hướng mới có tầm chiến lược phát triển đất nước là tư tưởng của Tổng Bí Thư Tô Lâm đã được hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 thống nhất khẳng định và cần được đưa vào văn kiện Đại hội 14. Tầng Tổng Bí thư Tô Lâm là người khởi xướng của cải cách để bước vào kỷ nguyên mới và Đảng Cộng sản Việt Nam đang chuẩn bị xúc tiến cải cách thể chế từ bên trên. Và đây là hình bài bình luận trên AFA. Cả thực tế và nguyên lý đều chỉ ra hầu hết các chế độ tập quyền toàn trị bởi độc đảng Cộng sản có thay đổi bất thường như sụp đổ hay cải tổ lớn thường diễn ra từ bên trên, đỉnh tháp quyền lực, trong đó người đứng đầu đảng có vai trò đặc biệt quan trọng từ những điều nêu trên tác giả bài viết đặt các vấn đề một là cải cách từ bên trên đã rất cấp thiết nhưng bị trì hoãn hai là những thách thức và triển vọng của cải cách lần này thế nào ba là tân tổng bí thư tô lâm thích hợp thế nào với cải cách bốn là liệu cuộc cải cách này có bền vững hay không tác giả cho rằng cải cách thể chế từ bên trên đã rất cấp thiết từ thực tế sau 30 năm tiến hành đổi mới, nhưng đã bị trì hoãn bởi tư duy giáo điều chủ nghĩa xã hội và sự lo ngại loạn 12 sứ quân hủy hoại sự thống nhất của đảng. Sau gần 40 năm, từ năm 1986 đến nay, đường lối đổi mới của đảng với phương châm từ dưới lên, cấp cơ sở và về kinh tế, nhưng khi sự suy thoái lớn dần, nguy cơ khủng hoảng ngày càng lớn bởi những mâu thuẫn chủ yếu giữa hạ tầng cơ sở và thượng tầng kiến trúc, ngày càng trầm trọng. Tuy nhiên, cải cách từ bên trên đã được ấp ủ từ lâu nhưng sẽ vô cùng thách thức, kiểu như ta đánh ta, đòi hỏi điều kiện cần và đủ, trong đó có việc nắm bắt thời cơ. Và đây là hình tổng bí thư Tô Lâm. Tác giả nhắc lại bối cảnh cấp thiết cần phải có cải cách sau 30 năm đổi mới nhưng đã bị trì hoãn bởi lý do. Ông Nguyễn Phú Trọng đã sử dụng trường hợp đặc biệt vì quá tuổi theo quy định để tiếp tục nắm chức tổng bí thư trong nhiệm kỳ thứ hai từ năm 2016 đến năm 2021 trong cái gọi là cuộc cạnh tranh sóng gió trong nội bộ đảng với ông Nguyễn Tấn Dũng, khi đó là Thủ tướng Chính phủ. Cạnh tranh quyền lực có thể đã tạo khe cửa hẹp cho sự cởi mở đối với xã hội. Tác giả cho hay, mới đây ngày 3 tháng 11, 7 tổ chức xã hội dân sự trong nước và 32 cá nhân đồng ký thư kiến nghị gửi Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước và Thủ tướng trong đó kêu gọi xây dựng một lộ trình đổi mới lần thứ hai về chính trị sau cải cách kinh tế năm 1986. Các nhân sĩ trí thức trong ký nghị thư cũng đồng thời kêu gọi chính phủ tôn trọng cam kết về quyền con người, ra soát và sửa đổi các quy định vi hiến và vi phạm cam kết quốc tế, cũng như cải cách hệ thống bầu cử để đảm bảo tính công bằng và minh bạch. Như thường lệ, những thư kiến nghị với chủ đề như vậy sẽ không được phản hồi, có thể lần này có những lý do riêng để không hồi đáp. Tuy nhiên, điều chính yếu là từ bản chất của chế độ. Theo đó, chế độ toàn trị, đảng, nhà nước luôn quản lý, kiểm soát dân chủ, nghiêm ngặt từ cơ sở, từ sớm, từ xa, ngăn cản các quyền tự do cơ bản được hiến định nhưng không áp dụng thực tế theo quy định của đảng. Tác giả đưa ra kết luận khái quát là dưới chế độ toàn trị bởi đảng Cộng sản, mọi cải cách từ nhỏ đến lớn phải diễn ra từ bên trên, bên trong và quá trình dân chủ hóa ở Việt Nam là con đường dài đầy cam go ở phía trước. Tuy nhiên, tác giả lạc quan cho rằng liệu lần cải cách lần này có là một bước tiến nhanh hơn trên con đường này hay không? Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tình Tô Lâm và cuộc cải cách từ thượng tận. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. 6 du khách nước ngoài tử vong do ngộ độc tại Lào Ngày 22 tháng 11, BBC Tiếng Việt cho hay hàng loạt khách du lịch tử vong nghi ngộ độc rượu ở Lào. BBC cho biết có 6 du khách nước ngoài tử vong sau khi uống rượu nghi bị nhiễm độc ở Lào. Trong số này có cô Holly Bollis, 19 tuổi, người Úc, qua đời ngày 21 tháng 11 tại một bệnh viện ở Bangkok, Thái Lan, hơn một tuần sau khi cô được phát hiện không khỏe tại thị trấn du lịch Văn Viên tại Lào. Bạn của cô Holly, cô Bianca Son, 19 tuổi, quốc tịch Úc, cũng được xác nhận đã tử vong ngày 21 tháng 11. Cô Simon White, 28 tuổi, người Anh, qua đời tại Lào ngày 21 tháng 11. Một người đàn ông Mỹ đã tử vong tại thị trấn du lịch Văn Viên. Hai cô gái đang mạch 19 tuổi và 20 tuổi cũng đã tử vong vào tuần trước tại Lào. Và đây là hình bài trên BBC. Theo BBC, cảnh sát vẫn đang điều tra về các trường hợp tử vong này, nhưng các thông tin và lời kể trên mạng từ các khách du lịch khác cho thấy họ có thể đã dùng đồ uống có pha methanol, một chất gây chết người thường được tìm thấy trong rượu lậu. Vàng Viên là một thị trấn nhỏ ven sông ở miền trung nước Lào, thu hút những khách du lịch trẻ từ phương Tây đi du lịch bụi Đông Nam Á. Thị trấn này nằm trên cung đường Bánh Chuối, một tuyến đường du lịch bụi phổ biến trải dài qua Thái Lan, Việt Nam, Lào và Campuchia. BBC dẫn lời người chủ nhà trọ Nana Becker House Hostel, nơi hai cô gái người Úc lưu trú tại văn viên nói rằng họ đã đóng cửa để cảnh sát điều tra. Hai cô gái Úc này nằm trong số hơn 100 khách được chủ nhà trọ tặng rượu vodka, Lào miễn phí. Ông cho biết sau đó, hai cô gái rời đi vào buổi tối, đồng thời khẳng định không có khách nào khác báo cáo vấn đề về sức khỏe. Người này bày tỏ, hy vọng rằng vụ điều tra sẽ làm rõ vấn đề để bảo vệ danh tiếng của nhà nghỉ, nhưng cho biết họ đã tạm dừng tặng rượu miễn phí. BBC dẫn một kênh truyền thông của Úc cho biết, người chủ nhà trọ này tên là Dương Văn Huấn, người Việt, đã khẳng định ông chưa bao giờ thêm methanol vào đồ uống tại quầy bar nhà trọ. Cảnh sát ở Âu Văn Viên và Vinh Trăng đã đến kiểm tra nhà trọ, kiểm tra cửa hàng, nơi chúng tôi mua rượu vodka, kiểm tra cửa hàng, nơi chúng tôi mua rượu whisky. Chúng tôi chắc chắn không làm gì sai, ông Huấn nói. Ông Dương Văn Huấn cũng cho biết, ông đã kinh doanh tại Văn Viên và Vinh Trăng được gần 11 năm và đây là lần đầu tiên xảy ra sự việc như vậy. Cảnh sát bắt giữ một số người để điều tra các trường hợp tử vong, trong đó có người quản lý nhà trọ Nana là Dương Đức Toàn. Trước khi bị bắt, ông Toàn, quản lý nhà trọ, nói với hãng tin IP rằng hai người phụ nữ này nằm trong số hơn 100 du khách được nhà trọ tặng rượu vodka lào miễn phí. Sau đó hai người này đi chơi đêm. Ông cho biết thêm rằng không có du khách nào khác gặp phải các vấn đề về sức khỏe. Và đây là hình một trong số các nạn nhân của vụ ngộ độc. BBC cũng cho biết hiện chưa rõ có bao nhiêu người bị ảnh hưởng và nhiều nước đang theo dõi vụ ngộ độc này. Bộ Ngoại giao New Zealand ngày 21 tháng 11 cho biết một công dân của họ đang trong tình trạng không khỏe do nghi ngờ ngộ độc methanol. Bộ Ngoại giao Hà Lan cũng thông báo rằng một du khách Hà Lan đã được đưa vào bệnh viện nhưng hiện sức khỏe đã ổn định, trong khi một phụ nữ Anh khác đang nằm viện. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết họ đang theo dõi sát tình hình liên quan đến nạn nhân người Mỹ, đồng thời nói thêm rằng việc xác định nguyên nhân cái chết là trách nhiệm của cơ quan chức năng địa phương. Vẫn theo BBC, chính quyền Úc, New Zealand và Anh Điều đã cảnh báo công dân của họ về nguy cơ ngộ độc methanol khi dùng đồ uống có cồn ở lòng. Không giống ethanol thành phần chính của đồ uống có cồn, methanol độc hại đối với con người. Tuy nhiên, các nhà sản xuất rượu lậu đôi khi thêm methanol vào đồ uống của họ để tăng nồng độ cồn với chi phí rẻ. BBC cho biết thêm, đầu năm nay ít nhất 57 người ở Ấn Độ đã tử vong sau khi uống rượu pha methanol. Các trường hợp ngộ độc hàng loạt tương tự cũng đã được ghi nhận trên toàn thế giới, từ Philippines đến Peru. Tại Indonesia, methanol đã khiến hàng chục người nhập viện và thậm chí tử vong trong nhiều năm qua, nhưng hiếm khi ảnh hưởng đến du khách nước ngoài. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin 6 du khách nước ngoài tử vong do ngộ độc tại lòng. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thập báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính cho các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới